Đây, này anh bo này bo là để để cho được đấy dập chuồng nha em coi này cái bi này Ngày 19 tháng 5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết đã có kết quả xét nghiệm các mẫu nước lấy tại dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần nước khoáng băng, huyện Lệ Thủy, nơi bị phát hiện đĩa con sống trong bình nước lọc còn nguyên tem. Theo đó, các mẫu nước được lấy đều cho ra kết quả cơ bản đạt chất lượng. Cụ thể, Chi cục đã lấy 5 mẫu nước trên dây chuyền sản xuất của công ty đưa đi xét nghiệm. Trong đó có một mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang, dung tích 20 lít, trong lô có đĩa, sản xuất hôm ngày 25 tháng 4. Một mẫu nước trước khi đưa vào chiếc, rót. Ba mẫu nước đầu nguồn tại ba giếng khoan tại công ty cổ phần nước khoáng Bang. Kết quả, các mẫu nước trên có chỉ tiêu đạt yêu cầu về chất lượng nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn Bộ Y tế và tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước dưới đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng thời điểm chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần nước khoáng bang về các hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm xóa bỏ bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm cụ thể là hành vi tự ý tiêu hủy bình nước có đĩa với những vấn đề bất ổn trên dây chuyền sản xuất của công ty chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cho biết sẽ kiểm tra đánh giá việc tự kiểm tra ra soát và khắc phục như tuổi trẻ online đã thông tin, ngày 28 tháng 5, giáo viên trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy lấy bình nước 20 lít nhãn hiệu bang cho học sinh uống và phát hiện một con đĩa còn sống trong bình nước còn nguyên tem. Sau đó, nhà trường đã báo cho công ty cổ phần nước khoáng bang tới làm việc và thỏa thuận cho thu hồi toàn bộ số nước trên về. Khi thu hồi nước về, công ty cổ phần nước khoáng bang đã tự tiêu hủy bình nước có đĩa.